Vâng, em Đạt Trần xin chào toàn thể các bác đam mê audio trên toàn quốc. Clip hôm nay bên em Đạt Trần lại làm clip giới thiệu đến các bác cặp loa JBL L26DK. Đây là một trong những cái dòng loa tầm trung của JBL rất là hay, được nhiều anh em yêu mến bởi cái chất âm hay, vóc dáng nó nhỏ gọn mà cái giá thành của nó cũng hợp lý. Cặp JBL 26DK này là cao 62, chiều rộng 33 và chiều sâu là 34 cm, có một lỗ thông người phía trước rất là dễ đánh. Cặp loa sử dụng một loa bass 25 cm của nam châm Enico, vô cùng là dễ đánh và chất âm hay. Một loa chép giấy, chép giấy giống như trên các cái đời JBL là 100 century. Cặp loa cho cái chất âm rất là hay, đều cả ba giải và nhạc vàng. Các bác chơi cặp này thì tuyệt vời, đánh tốt những cái phòng cỡ khoảng 30 m². Chất âm rất là ngọt ngào, vô cùng là quyến rũ. Cặp này thì nó có cái căng màu nâu các bác nhé, và đây là có cái logo JBL. Cái căng còn rất là đẹp, và bên này là một chiếc căng nữa. Cặp loa này thì cái phần vỏ của nó được làm bằng vỏ gỗ sồi cao cấp, vỏ gỗ sồi cao cấp của JBL. Các bác thấy cái vân gỗ của nó rất là đẹp các bác ạ, rất là đẹp. Đây là một trong những cái cặp loa tầm trung của JBL rất hay, tiếng bass, tiếng trung, tiếng chép đều ba giải, chất âm hay. Chiếc thùng bên này vẫn còn rất là đẹp ạ. Và cặp JBL 26DK này thì bên em có giá là 11.800.000 đồng, một cái mức giá rất là tốt mà hầu như anh em đều có thể chơi được. Hãy mời các anh cùng nghe nhé. Tiếng đánh rất là sâu. Tiếng bass của JBL rất là mềm ạ. Cặp này bên em về đẹp xuất sắc và nguyên zin các bác nhá. Củ loa là củ nam châm Enico, vô cùng là dễ phối ghép. Dòng củ loa cho chất âm hay ạ. Lúc xa xứ tôi có người em,
Vâng, cặp JBL26DK rất là hay. Cặp này đẹp xuất sắc và nguyên zin các bác nhé. Và cái mức giá bên em đưa ra khá là tốt cho các bác chơi, 11.800.000 đồng. Bác nào có nhu cầu thì mời các bác alo sớm cho em đặt trần. Số máy em 0983586968 đặt trần để ship hàng toàn quốc cho các bác. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em. Và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo ạ. Em đặt trần, xin chào.